Nghe nên nói cái gì? Vừa thêm tự do thì mình phải làm vô tay, làm thớ. Hello Anh phải tiếng Anh hay tiếng Việt? Không biết. Sao để làm tiếng Việt được? Thôi mà tiếng Việt để tí hơi sập tiếng Anh thôi thì tắt đi. Thôi thì để rồi tiếng cắt. Thôi tắt đi. Thôi để rồi đi. Được. Rồi. Hôm nay mình làm món chả giò phiên bản đặc biệt, siêu đặc biệt, dấu nghe tại gia. Đúng rồi. Rồi cái gì nói two eggs với chi đây nữa? Two eggs. Nguyên liệu gồm có bánh tráng, trứng, chanh, hành tây. Hành tím cũng được. Người miền Trung bởi vậy phải có ớt, cà rốt, tỏi, dưa leo. Món chính mà thịt cũng quả cáo. Có thịt khoai màu, thịt xay. Thịt xay. Thịt xay. Mình có thể làm bằng thịt heo hoặc là thịt bò xay. Mà thịt heo là ngon hơn. Và bánh tráng. Một bít thịt nếu ăn chắc khoảng làm cỡ được 30 cái. Làm theo số lượng nhưng ít. Và hai cái trứng. Ba trứng. Chắc thêm cái trứng nữa để được. Để cho bình này. Để bỏ đâu? Nước mắm. Nước mắm. Lượng thôi, lượng chân thôi. Không có. Công thức. Bột nếm. Bỏ gia vị là tùy vào cái tay thôi. Bảo thì được. Mấy chương trình nấu ăn là đưa ra công thức nguyên liệu cho từng mối thì đây là đưa bỏ thêm hoa là bỏ. Đừng bỏ rắc 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 rắc. Ngày mua vui thì ăn điều. Ngày mua vui ăn ngon, ngày mua buồn thì anh ăn lột tỏi với hành tây bỏ vô xay rồi bỏ vào đây. Rồi củ rồi mình cắt ra một phần thôi. Xong rồi cắt nhỏ để vào trộn cái thịt. Ăn luôn hơn tay. Bí quyết của món này là phải có củ bạc, củ khoai môn. Không phải củ bạc hà. Cắt nhỏ xay luôn, trộn vô. Đúng rồi. Hành tây, tỏi, anh bỏ mấy trứng? Ba trứng. Bỏ ba cái trứng. Để trứng. Trứng thôi bỏ cái tô. Để biệt thịt đậm thấm vừa
hay chưa thì mình có thể lấy ra một chút rồi mình bỏ vào microwave rồi mình nếm, nếu mà có ống bằng hay là lạc quá thì mình có thể nếm gia vị thêm. Vui chứ? Vui rồi. Ngon, chuẩn. Mình có bỏ thêm nấm mèo hay là muỗng cái thì mình bỏ thêm hành hoặc là tỏi. Ớt chứ? Ớt với tiêu. Còn con thì... đây nhà mình có con nghịch, bởi vì mình bỏ mấy cái ăn riêng, ăn kèm thôi. Ok, vậy. Lần đầu mình thay loại này. Loại này bánh... Thì bao cô gái màu. Mắng biệt có bị dễ bị lộn về đất không? Không phải nhầm nước. Có một lô ngay tròn nữa nè. Đó. Rồi. Mở lên. Nó phải nổi máu. Rồi. Không thì được cho mẹ. Cháu Ly á. Cái này không ăn được không con? Cái này chị thôi mà. Cái này chưa được. Tí nữa con ăn. Ok. Loại cơm này. Cho Lý. Cho Lý thích ăn mình chạm. Rồi, bắt tay lại. Cho Lý nữa nữa. Đây. Rồi, mình bỏ đi. Đấy, tiếp. Cái bọt bánh ấy á, mỏng ngon mà không biết á. Chị hơi hẳn có giòn không? Này. Mó báo về lại bánh. Bánh khác á, đừng lại bánh ấy. Bánh là cái đóng. Nhắn mì. Cái này gọi nhắn, anh gọi thử ớt. Thôi để cho vợ nó. Vợ quay. Mình đừng dựng viêm phụ. Anh... nói dựng vẹn đó làm. Đừng anh... hiền, nó đứng. Nói là không nói. Được nói. Nói nhiều quá là bị cắt bở. Con chơi một chút là hẳn mềm hay con mẹ ăn được. Ok. Welcome. Ngon không? Ăn bánh tráng nó cũng ngon à. Hả? Ngon hả? Cái đi thích ăn dai dai nữa. Này. Mỏng nhưng đẹp chứ. Cho mày cái bột mà bạn ở Mỹ. Thằng dây ăn cả bột không? Qua bỏ thêm thịt một chút cho để bánh tráng. Cái mốt bánh tráng còn nhiều. Không. Chúc mình ăn đi thôi, mình phải ăn kem bụng, ăn như vậy đâu thôi. Đấy. À, cái ly quên à? Ly xẻ đó. Chúc làm được chậm rồi này. Đúng rồi. Đúng rồi. Ly chậm được mặn chua ngọt, ớt, tỏi, phải cay. Ly ăn thì ngon. Nhiều tỏi, nhiều ớt. Cái này người Mỹ họ thích lắm. Này. Chúng ta phải cho. Dì mang thử. Dì mềm á. Nhưng mà cái vỏ này cũng khác. Cái vỏ bánh khác á. Chị Huế anh làm trong bánh chụp. Mà chim anh nói đôi version.
Spin roll. Có gì quá. Chị là xin bá rồi mình lấy đó. Xin bá cho rồi mình lại ăn. Nó được quá. Chưa ra. Chưa ra. Chưa nó nè. Nó là đưa tay đón cái ly. Ngôn ngữ tiếng Việt của chú Trúng rất là lục cục. Không xả ra, mạnh lên. Mạnh lên, đúng rồi, đúng rồi. Đúng chút á, chút ăn chiên bánh bằng làm được trắng. Rồi xong mình ăn trưa, chứ 11 rưỡi 12 giờ làm rồi. Cái đi ăn cái đi. Con phở ăn được phở luôn. Ăn được ăn ngon. Cái đi ăn không hoặc là bỏ bún hoặc là bỏ bánh hoài á. Các cô nếu mà muốn ăn cho nó. Còn mình thì đủ rồi. Không cần phải thêm tinh bột. Hả? Con lại đi. Đó. Con bỏ đi này. Cái này, cái này, cái này dậy. Cái này này. Rồi, con bỏ đi qua đây. Đó. Đúng rồi. Làm bằng cái vỏ như nhìn giống ở Việt Nam liền này. Mỗi lần mà kiểu cũng kì á. Cái cũng kì Việt Nam là như thế nhé. Không, ở nhà là mẹ làm bằng mình tráng luôn á. Bình tráng, kéo bình tráng lên nè. Không, bình tráng mà bình nướng mà để bắt sắm mà nhúng nước cho mềm. Rồi hình, làm lại cái hình mà hình tam giác á. Là cái chiếc kề nè, gọi là không phải kiểu bình chả giò mô. Đây là kiểu đó chiếc á. Bình tráng thôi. Không phải, không, có một tên mà không quên thôi. Khí mốc cũng hoặc là nhà ai cũng cũng có cái món này hết á. Mà cuộn bằng bình tráng, bình tráng bình đường ăn á. Mà kiểu ngon lắm đi. Huệ chơi. Con đời chị hết. Rồi mẹ làm tiếp với bảo quốc chờ chiên. Mời mà. Ngon chị con, bạn ấy. 60 phút. Vừa đã làm cũng được chân ni đây. Chứ mình bỏ vào chiên. Đòi quá rồi. Tâm máu gòn nhà chứ ơi. Ăn chân mía là ngứt ngáy luôn. Làm máu gòn nhẹ. Làm nhiều thì mình bỏ vô tủ lạnh cất đến sau ăn. Là ra ăn thôi. Ăn chiên lửa mà nhỏ thôi, không làm hàng dân lâu. Có mấy giờ tỏ quả làm vang thôi, máu yếu. Ok. Đây. Mày miệng chả giò đang tẩm trong dầu bơi lội đây. Dân không chuyên với nó ăn bởi vì hơi cái tay hơi phát khèo chị thông cảm nhé.
ngay đi chuột trúng bạn chả giò. Bạn chả giò mày cài mén thấy nga cài mấy cài ngang thôi bạn rửa ba lô tắt ra vườn ăn trong mát trong vui đem ra vườn ăn mày chắc là phải mặc áo ấm lạnh nặng quá hả nặng á. Con người ra ăn luôn. Chùm cơm trong nồi chứ. Xuất sắc. Đó. Nhìn đây mà học hỏi nghe nhá. Bà không nấu mà nấu cái là phải ngon như đi này, này chứ. Có cái là hơi làm biển thôi, chứ còn làm cái là chỉ có không có chồng có chê được luôn. Xin lỗi nha. Món này ai nấu đi anh? Hả? Món anh nấu vậy. Mẹ là ngưỡng mộ luôn. Mai một lần cho mẹ ăn nè. Nhìn đậu ngon sợ chứ. Đậu em thầy chuỗi rồi á. Anh biết anh. Mình đi mình đang không anh. Mình tưởng tượng mình đang ở resort. Anh du lịch đậu đi du lịch. Đang ở resort. Đi xì ra ta. Ok. Ok. Ra vườn ngồi ăn cho thằng la la. Ra vườn phải đưa ăn. Mà tắt xuống. Cái đi đôi mũa. No. Cái không đi đôi nhé. No. Yes. 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 Thank you. Yes. Thank you. Just thank you. Con đeo gương không? Ba đeo gương nó đi đeo rồi. Three glasses. Three glasses. Đây này. Con đeo glasses rồi, để mắt quá. Ăn. Nắm mắm thèn trọi sơ. Rồi thôi vô nhà ngồi. Ngồi ăn bé trong rộng nè, đi đi resort. Dạ bố thầy rau nhập. Mà đó vô. Nấu là bay, nấu là bay cách ăn, con ăn là mình ai này lo. Ai ăn lâu là lột. Ăn lâu là lột. Nhé, đâu cái bạn nhé ăn mầm ăn ngon mà thằng chi quá ăn xin nè vẽ vu gấu vậy có nước tay luôn quá bỏ con ra đây chơi nè ra đây nè đi đi ra đây nè ra đây cho con ra đẹp. Ê, đi thôi. Anh quên lại vậy. Nhớ chậm nha. À, đây, đây, đâu. Phải rồi. Anh là con bực nó ở. Nó vào 4 ngày tối hết. Chào con.
nặng ra đây á. Chơi hơi nhỏ, nó lạnh lắm. Nó nặng chứ lạnh. Nó bổ nghe em ngồi thì ngành. Daddy. Daddy. It's a locker. Sit down. Daddy, sit down. Con lại Daddy. Daddy, da. Sit down. Eat. Eat then. Tại ai sợ cái gì mà đã đi đã ăn. Đã ăn rồi này chưa? Đi ngồi đi. Thôi cái ly đừng nào nữa. Mặc đồ luôn này. Như cái thùng á. Đây, đây là cách ăn chả giò. Cách ăn chả giò thường chứ. Thường mình quỷ phải. Sáng chanh. Ở Việt Nam có cấu này. Mà luôn luôn miệng ực tướng. Thích ăn ực tướng nhưng chỉ chi mà ực tướng hết. Ali ơi. Xong. Bỏ một cái bánh cả. Như đi. Đó. Cuộn lại. Ali ít. Bắt coi đi. Nè, bánh nè. Bánh ngon lắm. Ừ. Bác ăn, bác ăn. Rồi, tay cầm. Tay sạch không? Tay có sạch không? Tay không nhẹp không? Ok, cầm. Rồi, thẳng đi. Bắn lên. Đúng rồi. Cái tay quái mẹ đấy, tay quái mẹ. Đường này này, tay đường này này. Tay đường này, đường này. Đúng hiểu. Rồi. Rồi, đưa bắn lên. Cái gì ăn mẹ quá. Đưa bắn lên, đó. Ngon không? Đưa ăn à. Ngon. Anh nghe tụi mày cái gì? Anh không à? Anh không thích à? Không, anh chỉ thích à? Anh lớn. Bánh đi mà làm nhân á, hải sản á. Mua. Ngon. Rau. Tay phải sạch nha, tay không sạch là không có đúng. Bỏ thịt muối thôi. Còn lại bỏ tôm. Bỏ cái đó. Mực. Cắt nhỏ. Này ăn đi này, cứ gom bực. Là ngon. Này, đây. Này, bỏ tay khác. Ê, nhâm. Rồi, đưa ba miếng nữa. Rồi, thank you. Cái gì ăn bánh ngon á? Mà đưa mình để đâu cứ tay thôi. Tay mông. Tay này. Bỏ tương ớt vô lần. Cái. Hả? Okay. À, bật đèn lên hả? Tôi được nó chiếu không nổi. Chiếu không nổi, mới chiều khỏi chiếu á. Chiếu đấy, mở 12 đô mày. Mới 2 đô mới ngồi chơi. Bà mời, bắt tôi non. Ai?
cái ly vẹt mỡ đen này. Mò mò đem đi vào. Yeah. Cái dặn mất rồi. Được như ở khẳng cái luôn. Được ở mà khẳng cái nè. Cái bên thường ở nhìn cái thì sợ lắm. Đâu. Thôi dạo đã hả? Để đi dạo quá. Không có cái gì hết á. Chúng ở con cái hơn. Được như ở cũng bỏ nó. Bỏ cho vui thôi. Sợ chứ. Hai người ăn thịt nằm bò rau này. Bò rau. Thả chạy với rau.